Thời gian gần đây, Long An đang dần nổi lên như một địa chỉ vàng dành cho giới đầu tư và kinh doanh bất động sản. Những yếu tố khơi thông tiềm năng của Long An là vị trí liền kề thành phố Hồ Chí Minh và là cửa ngõ kết nối thành phố với đồng bằng sông Cửu Long. Tốc độ phát triển kinh tế nhanh và hệ thống hạ tầng đang được đầu tư rất mạnh mẽ, môi trường sống trong lành. Xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh Long An sẽ trở thành đô thị sinh thái đòn bẩy phát triển cho thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là khu đô thị hạt nhân trung tâm vùng, kết nối giữa các quận, huyện, thành phố với các huyện Bến Lức, Tân An, Đức Hòa của tỉnh Long An. Các địa phương này sẽ phát triển theo hướng hình thành các đô thị sinh thái, kết hợp công nghiệp nhẹ và nông nghiệp đô thị. Để triển khai quy hoạch, Bộ Xây dựng đã yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An hoàn thành tuyến đường vành đai 4 trước năm 2020. Theo đó, Long An sẽ là trục hành lang kinh tế lớn phát triển dọc theo quốc lộ 22. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào Long An năm 2016, lãnh đạo tỉnh đã công bố 4 dự án sẽ được đầu tư xây dựng hệ thống giao thông với số vốn lên tới 14.300 tỷ đồng. Trong đó gồm trục giao thông Tiền Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư 230 triệu đô la Mỹ, đường vành đai thành phố Tân An với tổng vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng. Trục giao thông kết nối với đường Mai Bá Hương, Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, khu dân cư tại Bến Lức và Đức Hòa với tổng vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Hiện nay, hạ tầng kết nối liên vùng của tỉnh Long An đang phát triển rất mạnh mẽ. Bên cạnh quốc lộ 1 và cao tốc Sài Gòn Trung Lương, sắp tới đây còn một loạt công trình như cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ đưa vào sử dụng. Cộng hưởng thêm là việc Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển cảng quốc tế Hiệp Phước, trong khi cảng quốc tế Long An cũng đang dần nắm giữ vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng. Tất cả sẽ tạo nên nền tảng giúp thị trường bất động sản Long An phát triển bền vững. Ở một góc độ khác, Thành phố Hồ Chí Minh hiện không còn nhiều quỹ đất để phát triển dự án mới, đặc biệt là dự án khu đô thị quy mô lớn. Vì thế, Long An nổi lên trở thành điểm nóng thu hút các nhà đầu tư bất động sản. Vừa qua, các tập đoàn lớn như Vingroup, Nam Long, Him Lam, Vạn Thịnh Phát, Thaco và TNG Group đều lần lượt công bố phát triển dự án tại đây. Những thông tin này đã khiến thị trường bất động sản Long An nổi sóng, mặt bằng giá tăng mạnh. Khảo sát cho thấy hiện nay giá đất tại các khu vực giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh như Cần Duộc, Bến